Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 25 tháng 9 năm 2020. Tiếp tục trong video clip ngày hôm nay, thì chiếc màn nhỏ quý vị đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một chiếc sập tam diện, sập trơn, chân quỳ dạ cá, yếm vén bằng chất liệu gỗ hương, hương đỏ Nam Phi. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập đây. Chiếc sập này thì có thông số chi tiết như sau, là phần dạ của chúng tôi làm dày 10 phân, chân 24, quân mặt 7 và ván 2. Đó. Đây là sập này, sập đại quý vị nhé. Sập 1m8 là sập đại, sập to rồi. Thì chiếc sập này là sập gỗ hương, sập trọn vân quý vị nhé, sập trọn vân. Đây, trước mặt quý vị là hình ảnh chiếc dạ sập đây. Toàn bộ phần vân gỗ là vân tự nhiên và chúng tôi có đục yếm vén, đục nho sóc ở đây. Thì sản phẩm này chúng tôi là đã để cái phần gỗ này, phần mộc này là cực kỳ là khô quý vị nhé, rất là khô rồi, chúng tôi để gỗ rất là lâu khô rồi chúng tôi mới làm lên, nên là quý vị sử dụng là hoàn toàn yên tâm về cái độ co ngót của gỗ, cực kỳ yên tâm. Sập là sập cổ liền, sập cổ liền. Đây, phần cổ này cổ liền, chân là chân 24, chân 24 này. Thì do ánh sáng ở trong xưởng nó hơi tối một chút, toàn bộ phần chân, những phần gỗ này cực kỳ là lục lạc và đẹp, gỗ lộng lõi. Đây, dạ hồi đây quý vị này, dạ hồi vân cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây, cái phần bên ngoài dạ hồi này thì là do là cái ánh sáng chỗ ngoài này nó sáng hơn quý vị này, nhưng nhìn rõ vân gỗ nhé. Còn bên trong này vân gỗ rất là tuyệt vời, tuy nhiên là cái ánh sáng nó không đủ sáng, nên là quý vị nhìn cái vân gỗ nó không được nổi. Quay chi tiết hết luôn chiếc sập này cho khách hàng ở xa có thể xem được. Đây, phần chân đây, chân đây. Tiếp theo là phần mặt này, phần mặt quý vị này, mặt của tôi là mặt hai lá này, vân gỗ này quý vị này, vân gỗ tự nhiên và mặt rất là đẹp quý vị nhé, mặt rất là đẹp và dày 2 cm, rất là dày dặn. Khuôn tranh là dày 7 phân, ván mặt dày 2 cm. Đây, hai lá gỗ này, hai lá gỗ này, hai lá gỗ vân tự nhiên luôn. Tiếp theo bên dạ hồi bên này, chỗ này cái nó hơi hẹp một chút thôi, không có quen. Mặt vân cực kỳ đẹp luôn. Quay gần hơn này, lượn máy gần hơn thì quý vị nhìn rõ được cái vân gỗ hơn này. Cây gỗ rất là già quý vị nhá, cây gỗ rất là già và lâu năm, nhìn cái đường xoáy vân rất là nhiều. Đó, đây lại một nữa tổng thể chiếc sập này, sập hàng đại, kích thước 1m8 x 2m2, mẫu là mẫu tứ diện, yếm trơn, chân quỳ dạ cá, cổ liền, rất là đẹp và giá trị. Cái sản phẩm gỗ hương này thì gần đây được khách hàng sử dụng rất là nhiều. Còn cái mẫu sập này thì chúng ta sử dụng thì chúng ta vệ sinh rất là dễ, và cũng là giá trị để chơi gỗ cũng như là giữ gỗ rất là tốt, rất là sang trọng. Thì trưng bày ở trong nhà là không gian phòng khách hay là phòng thờ cực kỳ là sang trọng và giá trị quý vị nhé. Cái đồ gỗ này thì quý vị chơi càng lâu thì càng giá trị. Ok, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Chúng tôi địa chỉ tại xã Văn Cúc, Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Chi tiết thông quay phía bên trong này còn rất là nhiều mẫu sọc khác. Thì đây là một chiếc này 1m6 này. Đấy, quý vị đã quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp chúng tôi. Ok, xin chào mọi người.